được thành lập từ năm 2002, đối thoại Shangri-La là diễn đàn đối thoại quốc phòng an ninh đáng chú ý bậc nhất khu vực. Đây cũng là kênh đối thoại quan trọng cho quan chức quốc phòng các nước trong quá trình xây dựng niềm tin cũng như trao đổi các thách thức của khu vực. Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã đề cập tới chính sách đối ngoại an ninh quốc phòng vì hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển của Việt Nam, các biện pháp xây dựng lòng tin dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời đề xuất phương hướng xử lý các vấn đề liên quan đến duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có vấn đề an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam trước sau như một, kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Các bên liên quan đều phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Xây dựng lòng tin trong lịch sử thế giới, nhiều dân tộc đã phải gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được. Khi là nạn nhân của tham vọng cường quyền, của xung đột, chiến tranh, trong thế giới văn minh ngày nay, hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại, cần phải được tôn trọng. Đây cũng là điều tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược. Đối thoại Shangri-La diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên biển gia tăng. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đơn vị tổ chức cho rằng nếu không kịp thời có biện pháp làm dịu tình hình, tranh chấp chủ quyền biển đảo có nguy cơ gây ra những tranh chấp khác giữa các nước, các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, Hội nghị An ninh ở Shangri-La được kỳ vọng là nơi các bộ trưởng quốc phòng có thể gặp gỡ và lên tiếng để giải quyết các vấn đề trong khu vực một cách hiệu quả. Đối thoại Shangri-La sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6.